Điểm nhấn lễ hội khai xuân Tây Yên Tử là chương trình nghệ thuật với chủ đề Linh Thiêng Tây Yên Tử, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thông qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nêu bật được giá trị nhân văn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại lễ khai hội, ban tổ chức công bố quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, lễ rước bộ mộc bản cư Trần Lạc Đạo Phú có quy mô lớn nhất Việt Nam, đánh trống, thỉnh chuông khai hội, cử hành nghi lễ cầu quốc thái dân an. Có lễ hội năm nay mang ý nghĩa giá trị tư tưởng là tốt đẹp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng đồng thời là muốn phục hưng lại con đường Hoàng Dương Phật Pháp của các Phật tổ ngày xưa. Cái ân thiêng Tây Yên Tử mang ý nghĩa là muốn cầu nguyện cho quốc thái dân an, là bà con nhân dân được an lạc, và mang ý nghĩa đặc trưng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thông qua cái tổ chức nghi lễ khai hội này thì mong muốn bà con cho khách thập phương và nhất là các Phật tử xa gần về tìm hiểu về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, học tập và tu tập theo con đường mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại. Tôi mới đi lần này là đầu tiên, rất tự hào, chúng tôi xem chúng tôi không muốn về, làm được đến nơi đến chốn. Năm nay tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử diễn ra rất nhiều hoạt động đặc sắc như hội báo xuân Quý Mão 2023, hội trại văn hóa du lịch huyện Sơn Động, trưng bày chuyên đề dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử, di vật ngàn năm từ lòng đất. Có thể nói rằng sau gần 3 năm đại dịch Covid thì cái việc mở cửa lại khai hội xuân và tuần văn hóa du lịch tại một cái khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử thì đều được tổ chức một cách rất là kỹ lưỡng, bài bản, công phu. Trong đó thì gắn với cái việc là xây dựng cái môi trường văn hóa và xây dựng cái hình ảnh con người Bắc Giang thân thiện, mến khách và hiếu khách. Có thể nói, lễ hội xuân Tây Yên Tử và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 là sự tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, quảng bá sâu rộng di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế.